chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Tới phía trước kia để nó cản trở giao thông rồi công an người ta la.
đó đi từ từ đi từ từ đến đây. Người ta xem đông lắm không? Tập khách người ta xem đông lắm, cứ lại đi, cứ lại không được qua nữa. Tội sư luôn. Chê. Rồi đi tiếp. Trước mình luôn quay được chứ. Đi đứng lại người ta ở sau đông quá. Mấy người lại điên dữ ta. Điên dữ ra. Bắt họ về chúng mình luôn. Ờ, có ăn không? Vâng, ăn chút. Tại vì rất là chút. Đi đâu một đường đây? Có nhiều chuyện. Nên mình nhiều chuyện hay thiệt chứ. À, đâu có chặn đâu bà. Đi mà biết mà nghe người ta đi sao nổi. Ai mà chị sắp một cái chuối vậy? Chai nước hay chuối? Chai chuối. Nước mà chưa lái được chuối. Kệ không à. Đi khác hết rồi. Đi khác ở đó ông đi nó rộng rồi. Rộng lên. Ô đó là tứ tứ tứ. Trăm trần bóp nguyên không phải từ từ để tính lại cho ông ra đi xíu nữa không ông mua phải lắm rồi được rồi để còn nhiều nữa rồi. Em mình ở đâu về đây á? Em đi từ đâu? Về tiếp đây gấp đầm mà. Rồi phải vô cây xăng rồi. Thằng ấy rồi đó. Đi vô đó để đánh lễ rồi đó. Mệt đang nghĩ mệt á. Xe đông lắm. Vô nó đông luôn. Không cho vô. Ông đi tiểu. Đi tiểu rồi. Thế tôi không? Đau hết cả tim đó, đủ thứ đó. Đau tới mức nào? Tôi thì kia chứ. Thì có chứ. Tôi tìm sư minh chỉ. Đây có chút xíu mà thấy mệt nè. Mà đi đâu ở đâu mà biết lên tới đây vậy? Chứ ở dưới sống mình chứ tay xe hơn mà nói hay. Chứ mà sao biết trời vậy? Điện thoại. Tốt thầy đang đi. Đây không có ông chồng điện kêu. Không có lấy đâu, không có nước nha, mang nặng luôn. Lấy đâu? Dạ. Sao nãy cái người kia đi nhảy chuối? Ờ, tự nhiên cái câu này cứ nhảy chuối đừng nói cũng rồi ra chứ. Dạ. Người ta bỏ mỗi người. À. Đi tìm được cái chỗ đồ luôn hả? Đồ
giờ đây cho tắt luôn hả? Đi từ hồi giờ.